Hello, xin chào tất cả các anh em. Anh em xem video thấy hay nhớ like, nhớ đăng ký kênh để xem các video mới nhất. Và có nhu cầu mua hàng thì nhớ liên hệ với em qua số này bên dưới anh em nhé. Thì rất nhiều anh em ở sử dụng cục đẩy, anh em rất là băn khoăn sử dụng cục đẩy như thế nào, lựa chọn cục đẩy như thế nào để ghép lối phù hợp với loa của anh em để ra được một cái chất âm hay nhất anh em nhé. Và cũng rất nhiều anh em là sợ khi là cục đẩy nó thừa công suất quá thì nó sẽ gây ra tình trạng bị cháy loa, bị hỏng loa của anh em. Thì đấy là một số cái mà anh em cần phải lưu ý khi anh em lựa chọn cục đẩy. Khi lựa chọn cục đẩy thì tối thiểu đấy là cục đẩy công suất nó phải có công suất chuẩn của nhà hãng, của nhà bán giới thiệu tới tất cả anh em. Đó là công suất chuẩn anh em nhé, cứ không phải là công suất ảo. Ví dụ như cục đẩy lớn F709 là em báo tới tất cả anh em đó là công suất chuẩn là 900W, chứ không phải như một số đơn vị cửa hàng họ báo là 900W nhưng thực tế đo chỉ được 600-700W thôi. Thì khi đó anh em phối ghép với hai cặp bát 30 đánh nó không được căng và nó sẽ không được hay anh em nhé. Đấy là một số cái mà anh em cần phải lưu ý. Và lựa chọn cục đẩy như thế nào, và rất nhiều anh em đang băn khoăn. Ví dụ anh em đang sử dụng một cặp full 30, ví dụ một cặp full 30 hoặc một cặp full 25 này hoặc full 40 này, công suất của anh em nó chỉ tầm khoảng một cặp loa nó chỉ tầm khoảng 300W thôi, và anh em lựa chọn ngay cái cục đẩy 300W đến 400W để đánh là cái chất âm, để đánh với một đôi loa như vậy anh em nhé. Thì đấy là một số cái mà anh em hiểu nó một cách đơn giản. Và nếu như để suy nghĩ về sâu xa hơn, về đánh thời gian lâu dài để được bền bỉ nhất, thì anh em nên lựa chọn những cục đẩy công suất nó tầm khoảng gấp đôi hoặc gấp 2,5 lần, hoặc tối thiểu nó phải gấp 1,5 lần so với công suất của loa để ra được cái chất âm, để đánh được bền bỉ nhất. Đơn giản như anh em cũng có thể thấy, ví dụ như một người nhỏ bé thì nó không thể nào nó bê được một cái cục súp như thế này, mà anh em có hai người thì anh em bê một cục súp này nó rất là dễ dàng, đúng không ạ? Cũng như vậy thôi, khi với công suất của đẩy anh em đánh một cặp loa, ví dụ công suất tầm khoảng 400W trên một kênh, anh em đánh một cặp loa đấy nó sẽ phải làm việc với mức độ cao hơn. Nhưng với một cục đẩy tầm khoảng 800W đến 900W mà anh em đánh với những cặp loa nó chỉ tầm khoảng 400W, 300W thôi, thì nó rất là dư giả và đánh nó không bị lóng máy nhiều anh em nhé, và nó rất là bền bỉ. Anh em đánh cứ cố gắng để đánh, ví dụ anh em chỉ bê được cục này thôi, bê được một cái cục súp này thôi, nhưng anh em phải cố gắng để bê. Như so với hai người hoặc là những người khỏe hơn, người ta bê nó rất là dễ dàng và rất là đơn giản, nó không bị mệt. Nhưng anh em yếu, anh em chỉ bê được cục này thôi và nó rất là mệt, đúng không ạ? Đấy là một số cái mà anh em cần phải suy nghĩ. Em chỉ ví dụ phân tích ra để anh em biết thôi. Đấy, thì lên chọn cục đẩy công suất như thế nào để nó chơi được hợp lý nhất. Đấy, thì anh em hãy lựa chọn cục đẩy như vậy nhé. Và lên lựa chọn cục đẩy 2 kênh hay 4 kênh thì nó tùy theo nhu cầu của anh em. Ví dụ đẩy công suất lớn thì anh em cần phải nhiều loa, nhiều đẩy, thì anh em cũng có thể sử dụng đó là đẩy 4 kênh để chơi. Hoặc là anh em có nhu cầu đánh súp hơi nữa thì anh em dùng đẩy 4 kênh để chơi nó được bền bỉ hơn và thoải mái hơn so với những cục đẩy 2 kênh. Thì 2 kênh thì nó chỉ có 2 kênh thôi và chỉnh nó chỉ chỉnh được 2 kênh thôi. Anh em đánh 2 cặp loa thì anh em sẽ phải linh loa. 2 cặp loa nó là 4 chiếc đấy ạ. Anh em sẽ phải linh loa thì mới đánh sử dụng được. Và khi anh em căn chỉnh nó cũng khó hơn một chút. Nhưng với cục đẩy 4 kênh, anh em đánh 4 loa riêng biệt và anh em căn chỉnh nó rất là dễ. Căn chỉnh được từng đường loa một, anh em có thể căn chỉnh được delay của từng loa một, chỉnh nó rất là dễ. Và khi delay được với những cặp loa thì nó rất là dễ dàng và đơn giản khi anh em sử dụng delay để lắp cho các phòng karaoke, rất là một cách đơn giản thôi. Ví dụ tại sao những cặp loa 725 thì em lên khuyên anh em sử dụng những cái cục đẩy lưới PL2.12 này, vì công suất nó lớn. 725 nó là 2m40, anh em đánh một cặp cho em là nó rất là to, rất là khỏe rồi. Súp kép thì anh em sử dụng con 1302 này với giá 8,7 triệu rồi. Đấy. Ví dụ như những full 40, full đơn 40 thì em lại khuyên anh em có điều kiện anh em nên sử dụng con F7409 hơn là sử dụng con PL2.12 anh em nhé. Đấy. Con 7409 này nó sẽ là 4 kênh, đánh 4 quả loa cho anh em. Đấy, căn chỉnh nó dễ hơn. Vôn của từng loa một anh em có thể chỉnh nó dễ hơn. Đấy. Chỉnh được dễ hơn rất nhiều anh em nhé. Và ghép nối thì nó cũng rất là đơn giản thôi, chứ không khó khăn, không phải là vất vả gì cả cho một cặp loa. Và để mà đánh cháy loa thì nó rất là khó. Anh em phải biết được ngưỡng của loa nó như thế nào để anh em phối ghép với đẩy và vặn volume đẩy, chứ không phải cứ phải đẩy công suất ví dụ 800W anh em đánh ra 400W nó mới cháy loa. Không phải đâu anh em nhé. Anh em sử dụng những chiếc âm ly
có 100W đến 200W thôi. Như anh em đánh những cặp loa ví dụ như full 40 này vẫn cháy loa như bình thường anh em nhé. Vẫn cháy loa như bình thường thì anh em phải biết được là không phải cứ phải là công suất lớn hơn nó mới cháy được loa. Công suất nhỏ hơn nó cũng đánh cháy được loa anh em nhé. Kể cả những cục đẩy ví dụ như F7409 này, nó có thể đánh được full 40 để nó ra được cái chất âm hay nhất. Nó cũng thể đánh được xúc kép, có thể đánh được cháy cả xúc kép luôn một kênh anh em nhé. Cháy được xúc kép một kênh luôn. Thì anh em biết được là không phải là cứ công suất lớn mới đánh cháy được loa, mà anh em phải biết được tầm ngưỡng to của loa như thế nào để anh em bật. Chứ không phải cái gì anh em cũng mắc lên để nó cháy hết thiết bị của anh em. Đấy là một điều rất là đơn giản. Đấy, cứ đẩy cứ âm ly có 100W thôi, anh em cứ vặn kịch âm ly xem, cháy loa full 40 của anh em luôn. Mà full 40 nó là 600W, âm ly nó chỉ 100-200W thôi, đánh vẫn cháy loa như bình thường. Chứ không phải là cứ công suất cao mới cháy loa đâu. Nhưng mà công suất cao thì đánh nó sẽ ra được hết các cái chất bát, chất check, độ tiếng của những cặp loa anh em nhé. Đấy, anh em cứ sử dụng đẩy công suất lớn để ra được hết cái chất âm của loa, để cái loa nó được phát huy hết cái công dụng, cái tác dụng của loa. Có rất nhiều video em đã thử cho anh em rồi, khi sử dụng đẩy công suất thấp hơn đánh tiếng ra loa như thế nào, và sử dụng đẩy công suất cao hơn đánh ra tiếng loa sẽ như thế nào. Em đã có những cái video như vậy rồi. Đấy, có như vậy rồi để cho anh em phân biệt là lên sử dụng cục đẩy như thế nào để anh em chơi. Đấy, và em cũng có các cái video clip rồi, ví dụ như cục đẩy 1302 này em chỉ đánh một cặp full 30 thôi, mà cùng 1302 này công suất 1300, đánh với full 30 hoặc full 25 nó chỉ có 250W đến 300W thôi, nhưng vẫn không cháy được loa anh em nhé. Vẫn không cháy được loa và tiếng nó ra rất là hay, đánh tiếng bass tiếng chắc rất là chắc, chắc tiếng luôn. Đấy, thì anh em xem video thì anh em cũng phải lựa chọn cục đẩy tốt nhất cho cái âm ly, cho cái loa của mình nó được hay nhất anh em nhé. Thường thì tối thiểu nó phải hơn được 1,5 lần công suất của loa thì nó mới ra được cái hết chất của loa và được thiết bị của anh em bền bỉ nhất anh em nhé. Ấy, nó bền bỉ nhất và sử dụng nó sướng nhất, ok nhất. Đấy, cục đẩy ví dụ như cục đẩy F7409 này, nó đánh những cặp full 30 hoặc full 25 đánh to lên nó không bị lóng máy. Không bị lóng máy thì nó rất là bền máy anh em nhé. Và anh em sử dụng nó thời gian dài nó rất là ok luôn. Đấy, thì một cái video ngắn gọn để em có thể giới thiệu tới anh em và phân tích cho anh em nên sử dụng đẩy công suất thấp, đẩy công suất cao như thế nào để đánh với loa của anh em. Đấy, một cái video ngắn gọn nho nhỏ thôi, chia sẻ một số chút kinh nghiệm của bên em thôi. Đấy, thì anh em xem video nhớ like, nhớ đăng ký kênh em nhé. Có nhu cầu mua hàng thì nhớ liên hệ với em qua số bên dưới. Chào tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau.